Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay mới chân SIM của điện thoại Samsung Galaxy Mini S5570 chính hãng thì di động cao cấp.vn. Khi khách hàng gặp sự cố liên quan đến chân SIM của điện thoại Samsung S5570 bị lỗi không nhận SIM, nhận chập chờn lúc được lúc không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để được tư vấn hướng dẫn thay mới chân SIM của Samsung Galaxy S5570 chính hãng. Di động cao cấp.vn tự hào là địa chỉ sửa chữa điện thoại Samsung Galaxy S5570 hàng đầu hiện nay.